Xin chào anh Lê Sơn ở Hà Nội và xin chào các bạn. Hôm nay anh Sơn có đặt hàng mình là một mạch inverter 12V lên 220V. Công suất là 100W, tần số là 50Hz, sóng xung vuông. Thì giá sản phẩm hiện tại bên em đang bán thì anh khi anh nhận được hàng bao gồm tiền ship sẽ là 0 đồng. Rồi, ok, thì trên mạch này sẽ gồm có những đầu như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ có đầu hai chân màu xanh nhựa, xanh lá cây như thế này. Nó sẽ là đầu âm dương anh nhé, nó có ký hiệu âm dương đây này. Đó. Thì sẽ là cấp 12V DC vào anh nhé. Thì anh em lưu ý là đấu này đến đấu đúng chiều ở âm dương để tránh bị hỏng mạch. Tiếp theo đó sẽ là một đầu hai chân nhỏ màu xanh lá cây như thế này, sẽ là đầu để điện áp 220V đi ra để sử dụng. Và cái rắc hai chân nhỏ như thế này thì sẽ là đầu để anh em cấp cho quạt tán nhiệt. Rồi, ok, bây giờ em sẽ sử dụng sẽ test anh nhé. Đây em sẽ cấp đúng chiều âm dương này và sẽ cấp điện áp 12V DC vào để test mạch. Đấy, thì sau khi chúng ta cấp điện áp vào thì ở ngay cái đầu cái chỗ gần 12V cấp điện áp này nó sẽ có một công tắc nhỏ để khởi động mạch anh nhé. Thì nó sẽ có bóng đèn đỏ phát sáng ở đây. Đây anh có thể không thấy lắm. Sẽ có bóng đèn đỏ đây, nó phát nó thể hiện là mạch đã hoạt động. Bây giờ em sẽ sử dụng đồng hồ đo điện để đo xem là hiện tại điện áp em cấp vào là bao nhiêu anh em. Thì điện áp chúng ta cấp hiện tại đang là 12,14V DC. Đấy. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đo xem là hiện tại điện áp đầu ra xem nó hiện tại nó đang là bao nhiêu V DC nhé. Em chuyển sang AC này. Thì điện áp đầu ra hiện tại đang là 218V DC. Đấy. Và em sẽ đo là cái rác hai chân màu trắng này nó sẽ làm cho quạt tán nhiệt thì sẽ làm em chuyển lại thành DC thì chúng ta mới thấy được. Ở đây em sẽ đo cho anh em xem luôn. Nó đang là 50Hz anh nhé, 220V 50Hz. Sẽ đo sang DC thì DC hiện tại nó sẽ đang là 12,18V DC. Ok, như vậy là mạch của chúng ta hoạt động rất là tốt. Bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu để gửi hàng cho anh. Thì đây là ký hiệu sản phẩm của anh. Rồi, ok, như vậy là rất cảm ơn anh Sơn ở Hà Nội đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.